Ly kỳ hành trình theo dấu mãng xà U Minh Hạ, rắn hổ mây bằng cột đèn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News TV. Một cán bộ kiểm lâm đang công tác tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ khẳng định đã nhìn thấy con rắn hổ mây bằng cây cột đèn ở cách anh 10 mét. Lòng tin của anh Truyền chỉ bắt đầu trỗi dậy khi anh nghe anh Vinh kể về một lần đi rừng gặp được đống phân rắn hổ mây to như đống phân bò. Khi đó thì anh Truyền buộc anh Vinh phải dẫn mình vào rừng tìm đống phân ấy, nhưng không thể tìm được vì dấu tích đã bị xóa bỏ. Cho đến đầu năm 2014, khi anh Ngô Văn Kháng, cán bộ kiểm lâm, tận mắt nhìn thấy con rắn hổ mây khổng lồ to như cây cột đèn, thì anh Truyền mới hoàn toàn tin tưởng có cặp rắn ấy thật sự. Đối diện thần rừng ở khoảng cách 10 mét. Hôm đó, U Minh Hạ đang vào mùa khô. Anh Ngô Văn Kháng trở về trụ sở vườn quốc gia với gương mặt tái mét, rùng lập cập. Anh báo với anh Truyền và anh em trong đơn vị của mình rằng vừa gặp con rắn hổ mây khổng lồ. Anh Truyền tức tốc bảo phải đưa anh đến ngay địa điểm đó. Cả nhóm chạy xe máy vào đúng địa điểm anh Kháng chỉ và anh Truyền nhìn thấy rõ một vết bò của một cái thân to lớn. Anh nhớ lại, tôi đến xem rất kỹ, rõ là có dấu bò của một con rắn rất to. Cỏ sậy bị gãy và dạt ra hai bên rõ ràng. Tuy cỏ sậy có tự khép lại, nhưng vẫn còn rõ dấu vết ở đó. Như để xác tín, anh Kháng cùng với anh Truyền dẫn chúng tôi đến đúng địa điểm mà họ vừa kể lại câu chuyện kinh hoàng ấy. Anh Kháng đứng ngay chỗ con rắn nằm khi đó, kể. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, tôi và anh em đang đi tuần bằng xe máy. Tôi chạy trước, tôi cứ lo nhìn hai bên rừng. Khi nhìn lại trước mặt thì muốn chết đứng luôn. Con rắn màu mốc, to như cây cột đèn vậy, đang bỏ qua lộ. Tôi thắng xe đứng sững lại, tim đập thình thịch, hồn phách lên mây. Cái đầu của nó trườn qua khoảng giữa lộ. Thiệt, không biết tả làm sao cảm giác của tôi lúc đó. Ở trong khoảng cách không đến 10 mét, anh Kháng đã chứng kiến nó bò từ từ qua con lộ. Lộ rộng gần 10 mét ngang, nhưng khi cái đầu của nó khuất trong bụi rậm bên kia lộ, cái đuôi vẫn còn ở bên đây lộ. Anh Kháng cam đoan. Tôi nói không ngoa, thân của nó to như cây cột đèn, dài không dưới 12 mét và ước nặng chừng 80-90 kg trở lên. Anh Kháng bảo, khi ấy, anh có hai cái smartphone để trong túi quần, nhưng không còn nhớ gì đến việc chụp ảnh quay phim lại cảnh tượng đó. Anh chỉ cố gắng giữ sao cho mình không nhúc nhích để rắn không phát hiện. Hai chân của tôi run rẩy, mồ hôi toát ra đầm đìa, không dám thở mạnh. Cái cạnh đuôi của con rắn to như là cái bắp chân của tôi. Anh Kháng kể lại. Chúng tôi tiến hành đo lại con lộ này đúng là nó rộng gần 10 mét ngang. Nếu như những lời của anh Kháng là không ngoa thì rõ ràng con rắn ấy không dưới 10 mét. Dời cả chốt trực vì sợ rắn tấn công. Qua tìm hiểu của chúng tôi trước đó từ năm 2009 đến nay, có nhiều sự vụ khác liên quan đến cặp rắn khổng lồ kể trên. Năm 2009, một nhóm công nhân chạy xe cần cuốc làm thuê cho các hộ dân vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã bắt được một con rắn hổ mây con. Theo anh Châu Quốc Hiệu, chủ cần cuốc của nhóm công nhân này, trong quá trình cuốc đất cho dân, rầu cần cuốc vô tình làm đứt đuôi con rắn. Thấy rắn lạ, mọi người báo anh rồi đi hỏi dân mới biết đó là rắn hổ mây. Nó dài gần 4 mét, nặng gần 5 kg. Do không biết đó là loài rắn quý hiếm, nên sau đó nhóm công nhân đã làm thịt nhậu. Và đến năm 2010, anh Nguyễn Văn Tuấn và các cán bộ trực chống cháy ở chốt cây cừa giữa ruột rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ phát hiện một con rắn khổng lồ đang săn đuổi và ăn một con chồn hương trên ngọn cây cừa gần chốt canh. Cả nhóm tá hỏa về báo lãnh đạo vườn thì được động viên là nó đi ngang qua vậy thôi, không phải trú ngụ ở đó. Các anh em tiếp tục làm việc. Không ngờ đến đêm kế tiếp, nó lại xuất hiện, rực mồi đùng đùng trong đám gừa cổ thụ. Anh Tuấn đã rọi đèn và chính mắt nhìn thấy hai con mắt rắn to như cái ly uống trà, sáng quắc. Anh cũng thấy rõ cái thân thể to như cây cột đèn của nó. Từ hôm đó, anh và nhóm của mình quyết tâm ngưng việc nếu lãnh đạo vườn không chấp nhận di dời chốt, anh này đi chỗ khác. Đến lúc này thì lãnh đạo vườn mới lo lắng thực sự, báo về chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Quang Của, khi ấy là chi cục trưởng kiểm lâm Cà Mau, mới tiết lộ đích thân ông Của cũng đã từng nhìn thấy con rắn đó hồi mùa chống cháy năm 2009. Nhưng ông nghĩ rằng khi không tấn công rắn thì với tập tính của mình, rắn sẽ không tấn công lại. Ông tin tưởng nó không làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng của anh em giữ rừng. Từ đó, vì cái chung
anh và một cán bộ đi cùng đã thống nhất im lặng, không xì ra thông tin trên. Sau đó, chốt canh lửa rừng cây gừa đã được di dời đến địa điểm khác. Cách cây gừa cố thủ đến gần 1 km, anh em mới an tâm. Trước đó nữa, thì hàng loạt câu chuyện khác được các thợ săn tại địa phương kể tỉ mỉ những lần đối diện với rắn hổ mây khổng lồ. Thợ săn Nguyễn Văn Vinh, Võ Văn Vinh cùng ở khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ đều từng nhìn thấy qua gã khổng lồ ấy. Một nhóm kiểm lâm khác trong một lần trực canh chống cháy mùa khô năm 2008 đã qua ống dòm nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang hì hục trên ngọn tràm cổ thụ để săn bầy dơi. Anh Truyền kết luận, tổng hợp tất cả các cứ liệu cho thấy có con rắn khổng lồ ở đây. Tôi nghĩ là một cặp chứ không phải là một con, bởi loài này thường sống theo cặp, và thực tế cho thấy đã có người bắt gặp con của nó. Hơn nữa, cánh rừng này thú rừng đang phục hồi rất mạnh, đủ thức ăn cho gã khổng lồ. Trao đổi với chúng tôi về chuyện rắn hổ mây khổng lồ ở U Minh Hạ, anh Lê Chí Thiện, phó giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ xác nhận, tôi cũng nghe anh em kể đã tận mắt nhìn thấy rắn khổng lồ bằng cây cột đèn. Anh Kháng kể là rõ nhất, giữa ban ngày, 12 giờ trưa, trời nắng. Trước đó thì anh Của cũng nhìn rõ, tuy nhiên khẳng định đó có hay không cặp rắn khổng lồ ấy thì vườn chưa có cơ sở khẳng định, chờ anh Truyền săn được ảnh mới dám công bố. Trên đây là hành trình theo dấu mảng xà U Minh Hạ, rắn hổ mây bằng cột đèn. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về clip này nhé. Video của bọn mình đến đây là hết. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share, ủng hộ News TV. Xin chào, hẹn gặp lại.